Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ. Kính thưa quý vị, trong hai ngày 19 và ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn CO.OP và đồng chí Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn CO.OP. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Sài Gòn CO.OP đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức đại hội thường niên. Đồng chí Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Sài Gòn CO.OP. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hợp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 và đồng chí Nguyễn Thành Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng giám đốc Sài Gòn CO.OP. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn CO.OP. Xem xét trách nhiệm của một số đồng chí có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật khiển trách bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Vũ Toàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị, nguyên Phó Tổng giám đốc Sài Gòn CO.OP, Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Sài Gòn CO.OP, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Củ Chi, Hồ Ngọc Hoàng Dũng, thành viên Ban Kiểm soát Sài Gòn CO.OP, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phường 6, quận 4. Kỷ luật khiển trách đồng chí Hàng Thanh Dân, Ủy viên Hội đồng Quản trị Sài Gòn CO.OP, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thương mại quận 3. Các đồng chí Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Sài Gòn CO.OP, Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Phòng Tài chính Sài Gòn CO.OP. Tuy có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chủ động kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng. Trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị nghiêm túc nhận vi phạm khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hòa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên. 2. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức cá nhân. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngô Hiếu Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Cảnh cáo các đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Khiển trách các đồng chí Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2015. Năm 2015 đến năm 2020, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, năm 2016 đến năm 2021 và các đồng chí Huỳnh Văn Tý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy,
Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Hồ Lâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 3. Xét đề nghị của Tỉnh ủy Khánh Hòa, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật các đồng chí Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Rẽ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa. 4. Xét đề nghị của Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Xào Nam, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Công an. Cảnh cáo đồng chí Thiếu tướng Tống Mạnh Chi, nguyên Phó Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an, do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. 5. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có vi phạm qua giải quyết tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các đồng chí Đinh Trung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng. 6. Xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, kịp thời khắc phục sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 7. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Cơ quan điều tra Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo tìm người bị hại do hành vi thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan do bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC và các bị can khác gây ra. Kết quả điều tra ban đầu xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết được xác định thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, là ngày mà Chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo cơ quan điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung cùng các thuộc cấp là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Nguyễn Quỳnh Anh và một số người có liên quan cho mượn sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao. Cụ thể, giá cổ phiếu FLC từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 được thổi lên cao, tăng trần liên tục từ 15.500 đồng một cổ phiếu lên giá 24.050 đồng một cổ phiếu ngày 10 tháng 1 năm 2022. Giá cổ phiếu FLC giao dịch ngày 10 tháng 1 mức trung bình là 22.586 đồng trên một cổ phiếu. Giá cổ phiếu FLC giao dịch ngày 10 tháng 1 mức trung bình là 22.586 đồng trên một cổ phiếu, tăng 64% kể từ lúc nhóm ông Trịnh Văn Quyết bắt đầu thực hiện hành vi thổi giá. Sau khi giá cổ phiếu FLC được thổi lên cao ngất ngược, Chủ tịch tập đoàn này đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC do nhóm ông Quyết đã bán ra khớp lệnh 74,8 triệu, với giá trung bình 22.500 đồng một cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán chui, không công bố trước khi thực hiện giao dịch.
Sau phiên bán chui của ông Trịnh Văn Quyết, giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi thao túng cổ phiếu của các bị can đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10 tháng 1, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra thông tin để các nhà đầu tư bị hại biết liên hệ với các cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, phòng 4 thuộc C01, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, số điện thoại trực ban 069 234 586, số điện thoại di động 091 858 6688 trước ngày 15 tháng 6 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản gửi đến các địa phương đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế. Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố thế chấp với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này, gồm ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp công ty cổ phần tập đoàn FLC, Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán VOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc, và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán VOS. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố và làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan khác. Sau án sơ thẩm, hai cựu giám đốc ở Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật. Kính thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Võ Tấn Thái, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Văn Rẽ, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Trong hai ngày 19 và ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Xét đề nghị của tỉnh ủy Khánh Hòa, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Võ Tấn Thái, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Văn Rẽ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa. Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 3 năm tù, ông Lê Văn Rẽ, cựu giám đốc Sở Xây dựng 3 năm tù. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có vi phạm qua giải quyết tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đinh Trung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh Ủy viên Ban Cán sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng.